ta có anh chọn này theo nguyên không đại quái 80 mua được xe hẻ. Tám nguyên vô thường để giải thích luôn, bởi vì có nhiều người hiểu nhầm cái chữ tám nguyên vô thường. Ngoài thì đường hiểu nhầm hết, kể cả các thầy đi học về cùng đoàn sinh hầu luôn. Tám nguyên là ba, tám là ba, nguyên là cái nguyên lúc này mình nói là nguyên á, đúng không? Là thường nguyên, hạ nguyên, trung nguyên, nên mình gọi là tám nguyên. Tám hợp thì nó đi theo cái đường phải tám hợp, có nghĩa là từ thân tỷ kim nhân ngọ tuất sự thời mà bùi thì đó được gọi là phải tám tám hợp, tức là nó sẽ đi song sơn của sáu sẽ dạy đến phần này mọi người. Còn tám nguyên là chia làm ba nguyên, thường nguyên, trung nguyên, hạ nguyên. Cái mà mọi người sai chính là chữ vô thường. Mọi người đáp chữ vô thường và mọi người cứ nghĩ rằng chữ vô thường là đổi mình về hữu thường, mà vô là không, thường là có như là cái gì đó, tức là muốn dịch ra nghĩa Việt Nam thì nó hơi khó dịch, nhưng mà vô thường có nghĩa là không cần gì cả, không có gì cả thì được gọi là vô thường, được chưa? Còn vô thường đây mọi người cứ nghĩ rằng nó đối nghịch với kiểu hữu thường, không đúng. Và ở Việt Nam nó có một công ty đặt tên là hữu thường đó, đài quái hữu thường đó. Thì cái vô thường này nó vốn của cái chữ của nó ráp từ hai chữ vô ở trong chữ vô tích và thường là trong chữ thường châu, bởi vì ngày xưa cái phái này á, nó nổi tiếng ở hai cái địa danh đó, hai cái vùng đó là vùng vô tích và vùng thường châu, cho nên người ta lấy hai cái tên đáp lại là thành vô thường. Cho nên là vô thường ở đây có nghĩa là vô tích và thường châu chứ không phải là vô ở đây có nghĩa là không. Đó, mà mọi người cứ lại cứ à từ nghĩ rằng vô thường nó sẽ đổi về hữu vô thường chắc là không à, vô là vô tích, thường châu. Cho nên là khi mọi người quay lại cái 67 trường hợp của mình nhá, trong đời huyền không nâng cao á, đúng không, mọi người toàn thấy là từ vô tích đúng không? Căn nhà ở vô tích, căn nhà ở vô tích toàn là vô tích không à? Bởi vì ngày xưa cái phái này là nổi tiếng ở hai cái vùng đó. Cho nên mọi người cần phải biết, mình học là cần phải biết cái gốc gác như vậy. Chứ đừng có hiểu nhầm là vô thường là đổi về hữu, đổi mình về hữu. Vô thường. Rồi, lục thập hóa giá. Cái này mình biết rồi đúng không? Giá trị hư sự, giá tốt, giá thân, giá thân, cho nên là còn 60 cái hóa giá của mình. Rồi, thiết lập tự trụ. Tự trụ có nghĩa là trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ. Cái trụ thì đương nhiên năm tháng ngày giờ thì nó sẽ liên quan đến thiên can và địa điều chi. Rồi, lập trụ năm đó, mọi người sẽ thấy đang có cái lệnh huyền không đại quái CFS. Cái cột này là cột năm đúng không, cái này là năm. Đúng không? Đây là năm. Cái này là gì? À, phi tinh của năm. Đúng không? Năm 2005 số 7 nhập trung cung. À, số 4 nhập trung cung. Có một số người hơi đơn. Đúng không? Như vậy 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, đây sai này. Đúng không? 4, 5, 6, 7, 8. Đây là số 9 này. Mà người sửa trong sách đây là số 9. À. Cậu thầy cái tính sai. Không chắc có mấy tính sai. Đó, mới sửa hơn sửa nhỉ. Rồi. Bên này hành, hành ở đấy tức là ngủ hành, nguyên không ngủ hành. Hay là quái khí mà mình vừa học. Đúng rồi, hành ở đấy là nguyên không ngủ hành, tức là cái quái khí mà mình vừa học đó. Vần đi quái vần mình vừa học. Rồi, Ất Dậu là thiên can và địa chi của năm. Năm 2005 có phải là Ất Dậu không?
Rồi, số trên số dưới là đương nhiên là ngũ hành và quái vật của cái năm đó. Rồi sau mình sẽ học cái này. Tức là ví dụ như giáp tý thì là số trên số dưới là gì? Tức là ngũ hành và quái vật là gì? Rồi ất sửu ngũ hành quái vật là gì? Thì vừa sau chúng ta sẽ học. Ất dậu có nghĩa là tên là số chín, dưới là số số 4 thì chúng ta vừa học rồi. Đó. Tuế phá là gì? Là xung 15. Như vậy năm 2005 này năm có phải là năm dầu không? Năm dầu thì xung với nó là năm là mão. Cho nên tuổi phá là đấy. Rồi, ất dầu thì ất là thiên can của năm, dầu thì địa chi của năm. Rồi, phía dưới này nó có tứ trụ. Tức là trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ. Thì cũng là hệ thống ngũ hành là gì, thiên can là gì, địa chi là gì, quái vật là gì. Rồi, để lập bảng tứ trụ như hình minh họa ta cần biết thêm thông tin liên quan như can, chi của năm tháng ngày giờ. Quyền không ngũ hành, quyền đóng quải vật tương ứng của năm tháng ngày giờ đó và điền vào các môn tương ứng. Ví dụ năm 2016, bình thân khỏe lối thủy dài, quyền không ngũ hành là 8, quyền không quải vật là 4. Ta sử dụng các điều kiện để điền vào theo bảng và làm tương tự với tháng ngày giờ. Đó, cái này về thì vừa sáu là chỉ cái lục thập hóa giáp là thầy quải khí là gì, quải vật là gì. Xong rồi mọi người chỉ việc làm vô thôi, nó hết sức đơn giản. Có nhiều phương pháp và công thức để các bạn có thể tính ra can chi, huyền không ngũ hành, huyền không quải vận của trụ năm tháng ngày giờ bất kỳ. Tuy nhiên rất mất thời gian và độ chính xác không đảm bảo. Chúng tôi đưa ra đây và khuyến khích sử dụng phương pháp lịch đại của anh. Bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin trên các cuốn lịch đại của anh mà chúng tôi đã giới thiệu trong các loạt bài ở đây. Để tìm thấy trong việc là kinh. Có nghĩa là cái này sẽ làm sẵn cho mọi người luôn. Tức là lịch đại của anh sẽ làm sẵn cho mọi người, thì có sẵn rất là kinh hoặc là sẽ làm sẵn cho mọi người rồi sẽ cung cấp file cho mọi người luôn. Đấy là cho mọi người dễ. Tức là 64 cái hóa 60 cái hóa giáp của mình nhá. Nó là lục thập hóa giáp, nó là quái vật là gì, rồi ngũ hành là gì, thì sẽ cung cấp cho mọi người. Rồi sau sẽ cung cấp cho mọi người. Rồi, ok. Rồi hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.